Thì chúng ta đăng nhập vô cái trang Yafun, chúng ta vào cái bảng điều khiển. Nếu giao diện của các bạn là tiếng Anh thì mấy bạn chọn qua phần này, chọn qua tiếng Việt thì nó ở điều khiển, trong bảng điều khiển. Nếu mà mấy bạn mới vô lần đầu tiên thì ở đây nó có ba nút. Nút đầu tiên trên này là nhập cái địa chỉ ví của bạn, là cái địa chỉ ví mà để nhận tiền, để cho những người cấp dưới bạn chuyển tiền cho bạn. Thì bạn có thể nhấp vào cái nút nhập địa chỉ ví, hoặc bạn có thể chọn vào cái địa chỉ là cái ví của bạn. Tiền của tôi này ha, đó, ở đây nó có này, ví này, ví Bitcoin. Ở đây thì nó có các bạn, cái mình nhập rồi, các bạn chưa nhập thì nó có hai mục. Một cái dòng là website. Website thì bạn nhập cái website của mình là cái là blockchain.info. Dòng thứ hai là cái dòng địa chỉ ví, thì các bạn nhập cái địa chỉ ví là cái link, cái code nhận tiền. Chú ý địa chỉ ví là nhận tiền ha. Rồi ok, xong. Mình vào bảng điều khiển. Khi nhập xong rồi thì cái nút nhập ví nó bị mất đi. Còn là hai nút này thôi. Ở đây á, khi chúng ta tài trợ cho người khác thành công thì nó sẽ hiện ra là một tài trợ sen. Là cái số bit mình sen là 0.3 đây. Thành công. Nếu mình chưa nhận tài trợ thì nó không nhận, còn nếu mà có nhận thì nó ghi có nhận bao nhiêu vô đây. Bây giờ mới nói tới phần mình đã gắn ví rồi. Bây giờ mình tài trợ cho cái người trên mình thì bằng cách mình nâng cấp. Nó như nâng cấp. Ở đây mình nâng cấp. Nó sẽ hiện cho mình cái tên của người cần nâng cấp, hệ thống sẽ tự động hiện. Ví dụ đây là tên là Khê Lan đây ha. Số điện thoại, lỡ gì liên hệ. Và đây cái ví tiền của cái ví tiền của cái người Khê Lan này. Đó. Vậy thì mình có hai cách. Một là mình chụp cái hình này. Đó, để cái ví Bitcoin, cái ví Bitcoin mình đã chuyển qua. Còn hai á. Rồi cái bước 1, chú ý bước 1 nha. Là chuyển, thì mình chụp hình này hoặc là mình bắt cái link này vô cái ví mình trên điện thoại di động xài rồi. Bước thứ hai, bước này thì nhiều bạn không có làm. Bước này là mình gửi cái BM giao dịch này để cho trang web nó xác định rằng mình đã gửi. Ví dụ vào bước 1 chúng ta gửi được và cái Khê Lan đã nhận được, nhưng trang web này nó không có biết là người Khê Lan này đã nhận được hay chưa. Vậy thì nó có một cái xác nhận là mã BM giao dịch như sau. Ở đây nó hướng dẫn đầy đủ này, nơi để tìm ID giao dịch hết sau khi bạn đã thực hiện thanh toán và thực hiện cái bước 1 xong. Mình sẽ tới cái trang blockchain đó, nhấp vô đây. Tới trang blockchain.info. Mấy mình thấy này, các cái giao dịch mới nhất này, nó cứ giao dịch là nhảy nó trồi lên, nó nhiều lắm. Rồi tiếp tục mình qua phần hướng dẫn của mình. Sao chép địa chỉ ví, nhìn thấy ở bước 1 và dán nó vào hộp tìm kiếm của blockchain, sau đó nhấn nút tìm kiếm. Đây, ở bước 1 đây, đó là cái địa chỉ, đây là địa chỉ của người nhận tiền. Và chúng ta sẽ copy cái địa chỉ của người nhận tiền này. Xong rồi chúng ta qua này. Thấy không? Nó nói là tìm kiếm, có nghĩa là trong những giao dịch này rất là nhiều, nhưng mà tìm kiếm cái địa chỉ của người nhận này. Mình bắt vô đây ha. Rồi bạn có thể nhập một chiều cao khối địa chỉ khối băm giao dịch head, hoặc là địa chỉ IP. Đó, nó mình set tìm nha. Mình chú ý nha, đây là 14 này, 1 y này, thì đúng cái địa chỉ của mình này. 14 này, 1 y này ha.
mình nhấn nút tìm. Khi đó như sao nè, cái giao dịch người này rất là nhiều phải không, một y này, một y này, một y này, một y rất nhiều phải không. Nhưng mình chú ý dùm cái này là của cái ví của người khác chuyển, của ví ba người khác chuyển đúng không. Vậy thì mình tìm cái nào là của mình chuyển. Ví dụ đa số khi mình mới giao dịch xong á, thất thì á, thì cái mình chuyển sẽ nằm cái đầu tiên ha. Đầu tiên à, còn đây là mình lấy ví dụ người khác, mình ví dụ như thế này, đây ví dụ như là đây là cái ví của mình đó, địa chỉ ví send của mình đúng không, là BC, và địa chỉ nhận là người này. Vậy là mình biết là mình thực hiện giao dịch ở giao dịch này. Giao dịch này thì sao, thì cái mã head nó là nằm ở trên đây, trên cùng đây đó, sát bên cái ví của mình. Đây là địa chỉ ví gửi của mình, sát bên mình copy cái này, copy chưa, copy ha, cố gắng copy giùm sao lưu web từ đây vẫn lời. Trời ơi, bé lại gì nữa. Đâu vét từ dưới lên này. Rồi đủ rồi ha. Copy. Chú nha, hết nha. Từ thứ 7 tôi ép hết luôn ha. Copy xong rồi mình vào phần này. Đây. Tiếp tục nói này. Sa chép cái ví này. Tôi tìm kiếm. Tiếp tục này. Tại trang. Nhìn. Trang tiếp theo nhìn cho giao dịch cũ mới nhất. À, cũ trước nhất là cái vừa làm á, là ở trên nhất. Ngay đó bạn sẽ thấy một chuỗi dài ký tự, sao chép chuỗi ký tự dài và dán nó ở đây trong lĩnh vực giao dịch head, head ID đó. Vậy thì mình dán vô head ID vô đây đó, là 76F1 rồi. Nhấn nút submit. Thì đây, nếu bạn đã thực hiện nó một cách chính xác, nâng cấp của bạn sẽ có hiệu lực ngay khi hệ thống tự động của chúng tôi phê duyệt giao dịch. Vậy thì chúng ta nhập hết xong, chúng ta nhập cái số bit mà chúng ta đã chuyển cho người này nè. Lúc giải trừ lúc này số bit ta chuyển là 0.05 thì nhập vào 0.05 đó, nhấn đệ trình là xác nhận. Nhấn xong, ở đây nó hiện chữ gì, ok, là lúc đó là ta đã nâng cấp thành công ha. Submit này, lúc đó nâng cấp thành công là nâng cấp chúng ta lên cái level. Ví dụ mình ở level 1, mình cho đi 0.05 lên level 2 ha. Lúc đầu tiên mấy anh cho đi 0.03 ở level 1, bây giờ anh cho 0.05 lên level 2. Khi đó mình nâng cấp xong thì ở đây nó sẽ hiện như qua cái phần điều khiển của tôi. Thì đây là phần send này, cái phần send tài trợ này, nó sẽ hiện lên chờ trong vòng 1 đến 3 phút, nó sẽ hiện lên cái số bit mà mình vừa chuyển. Ví dụ nãy mình chuyển 0.05 thì ở đây là 0.05 ha. Khi nào nó hiện cái đây lên 1 send này, thì lúc đó là xem như là mình đã nâng cấp thành công rồi đó ha. Rồi tiếp theo khi mình đã tài trợ cho cấp trên, thì lúc đó mình sẽ có được cái link giới thiệu. Thì cái link giới thiệu nằm ở đây. Mai giới thiệu này. Đây là link giới thiệu của mình ha. Đó, mình copy cái link này này, mình bắt cho cái bạn mình. Bạn mình sẽ đăng ký theo link này à, khi đó là bạn mình sẽ là gì, cái cấp F1 của mình ha. Rồi à, cái giao dịch của nó đến đây là hết. Cứ vậy mà mình cứ làm tiếp theo ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn hãy nhớ là nếu mà đăng ký thì đăng ký theo link này của mình ha. Rồi link này như sau, nó có gồm 53 ở đằng sau, mấy anh nhập vô cái link này. Rồi nhớ ủng hộ mình ha, đăng ký thành viên bằng cách cái link này mình sẽ chia sẻ ở dưới cái video này
ha. Có chia sẻ ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn.